Dạ hai, bởi vì xin kính chào tất cả ông bà, cô chú, anh chị đã quay trở lại kênh Nhà Giá Rẻ Giáp Bình Chánh. Đầu video như mọi khi thì bảo vệ xin kính chúc cho gia đình mình thật nhiều sức khỏe và sớm tìm được căn nhà ưng ý cho mình. Sắp đến Tết rồi cô bác ơi, tranh thủ mua nhà để mình đón năm mới thôi. Hôm nay Bảo Việt sẽ tiếp tục giới thiệu cho gia đình mình một căn nhà nằm trong một cái khu dân cư hiện hữu rất là vui luôn. Nhưng mà cô chú anh chị mình mua căn nhà này là nằm ngay vị trí gốc luôn cả nhà. Với cái diện tích ngang 3,5 m, dài cho 12 m, cô chú anh chị mình sẽ sở hữu một căn nhà cấp 4 có gác lửng, 2 phòng ngủ và 1 phòng thờ, có 2 nhà vệ sinh luôn nha cô chú anh chị. Thì khu vực của mình ở đây Bảo Việt đang quay giờ này là buổi chiều rất là yên bình luôn. Cô bác mình chọn được căn nhà này để mình đón năm mới thì không còn gì để bằng nó rồi cả nhà ơi. Vị trí nhà của mình hôm nay cô chú anh chị thì nằm trên trục đường chính là tuyến đường bờ nhà thờ nha cô chú anh chị. Từ nhà mình ra nhà thờ Bình Chánh nè, cũng như là chợ Bình Chánh thì mất tầm khoảng đâu đó 500 m đến 1 km thôi. Gia đình mình về quận 6, quận 7, quận 8 và Bình Tân, Tân Bình thì đâu đó khoảng tầm là 30 phút đi xe, rất là gần gũi ha. Cô bác mình thấy dân cư đã lên full kính đặt rồi thì mình về đây mình ở rất là vui luôn ha cả nhà. Mua căn nhà này để mình trang trí thêm 1-2 chậu mai phía trước sân nhà nữa để mình đón năm mới nữa thì rất là tuyệt vời luôn. Bây giờ thì Bảo Việt xin mời gia đình mình vào sân nhà thực tế của Bảo Việt ha. Thì căn nhà của mình nằm ngay vị trí gốc thì nó cũng khá thoáng nha cô bác. Nhà của mình thì được bảo vệ bởi một cái lớp cửa 4 cánh. Lớp cửa này thì bằng sắt kết hợp với lại là kính mờ dày khoảng tầm là 6 ly, bảo vệ cho căn nhà của mình khá là an toàn. Nhà của mình là đồng hồ điện riêng, nước riêng, có số nhà sẵn luôn ha. Gia đình mình về khỏi căn làm mái luôn vì gia chủ hôm nay đã lợp mái che sẵn cho cô bác mình rồi. Căn nhà này của một cái người anh chủ đầu tư ký gửi cho Bảo Việt bán lại ha. Cái giá Bảo Việt xin công bố đầu video luôn để cho cô chú anh chị mình không mất thời gian xem kênh ha. Giá chính thức của căn nhà này chỉ có là 690 triệu thôi. Bên Việt bao cho gia đình mình tất cả chi phí sang tên công chứng. Và đất của mình là thổ cư 100% nha cả nhà. Bây giờ thì Bảo Việt xin mời cô chú anh chị mình vào phòng khách ha. Với cái chiều ngang 3,5 m và chiều dài sâu vào là khoảng 12 m thì phía trước cái phòng khách này diện tích mình chiếm trọn là 20 m². Cô bác mình có thể để được một cái bộ ghế sofa, một bộ ghế gỗ mình tiếp khách thì khá là ấm cúng luôn. Căn nhà này thì gia đình mình ở được khoảng tầm 4 người thì khá là hợp lý ha. Đèn phòng khách mình có sẵn nè, đèn LED, đèn LED, đèn lon, đèn quỳnh quang một thứ hai, đầy đủ ánh sáng hết nha cả nhà. Nếu gia đình mình có ông bà tổ tiên mình cần thờ phụng ha, thì gia đình mình đặt một cái bàn thờ ngay tại vị trí này, hoặc là gia đình mình có thể để được một cái kệ tivi mình xem tin tức thời sự giải trí, hoặc là mình sắm sửa thêm một cái bộ karaoke gia đình đón năm mới nữa thì rất là tuyệt vời luôn gia đình mình ơi. Có ổ cắm điện sẵn ha. Nhà này thì mình có tặng 2 phòng ngủ và 1 phòng thờ. Nếu như cô bác mình gia đình có khoảng tầm 6-7 thành viên, mình cần làm căn nhà này 3 phòng ngủ vẫn được luôn nha cô chú anh chị. Cái điểm mạnh lợi chỗ đó ha, từ nhà mình ra nhà thờ Bình Chánh, chợ Bình Chánh đúng 500 m thôi nha cô chú anh chị. Tất cả thông tin của Bảo Việt cung cấp là hoàn toàn chính xác 100%. Cô bác mình đã từng đến xem nhà khu vực chợ Bình Chánh một lần, cô bác mình sẽ hiểu được lời Việt nói. Đường chính của khu vực nhà thờ Bình Chánh đó chính là đường Trịnh Như Khê. Cô bác mình thấy trên đường nó có ủy ban nè, rồi trường học cấp 1, cấp 2, rồi nhà thờ nè, rồi ủy ban dân xã Bình Chánh, nói chung là rất là nhiều tiện ích luôn. Có chợ Bình Chánh nữa để cô bác mình thuận tiện nội trợ mua sắm. Căn phòng ngủ đầu tiên của căn nhà mình đây, gia đình mình thấy ha, khá là vừa vặn để gia đình cô chú mình ở được khoảng tầm 2 thành viên. Có cửa sổ sẵn luôn, gia đình mình mở ra mở vào thông gió thông khí ha. Đèn phòng ngủ đầy đủ ánh sáng, cửa phòng ngủ là cửa nhôm kính mờ nha cả nhà. Thì căn nhà này thì Bảo Việt tư vấn thật tình luôn, cũng không có giấu giếm gì cô chú anh chị mình trên kênh hết ha. Nhà này là một cái căn nhà cũ mình sửa lại nha cô chú anh chị. Anh chủ đầu tư hôm nay kẹt tiền muốn thu hồi vốn nhanh trước Tết, cho nên bán cho cô chú anh chị mình một mức giá rất là rẻ, chỉ 690 triệu thôi. Bảo Việt tư vấn rất là thật tình để cô chú anh chị mình không mất thời gian ha. Tủ bếp trên, tủ bếp dưới của mình đã trang bị sẵn rồi, là hệ thống tủ nhôm, gia đình mình xài không sợ mối mọt ăn. Bếp thì được thiết kế theo hình chữ L, có bồn inox luôn để cho gia đình mình rửa rau rửa cải rửa đồ ăn rất là tiện lợi ha. Và phía cuối nhà này đây, Bảo Việt rất là thích, tuy một căn nhà giá rẻ thôi nhưng mà mình sẽ có một khoảng sân sau, một cái giếng chờ nè, một cái lối thoát hiểm rất là an toàn luôn. Ban đêm ban hôm cô bác mình ở, cô chú anh chị mình ở ha,
thì khu vực của mình có giếng trời, có gì mình thoát hiểm quá là an toàn nha cả nhà. Bên tay phải là khu vực đây, đó chính là nhà vệ sinh, đầy đủ những trang thiết bị cơ bản cho gia đình mình, bồn cầu nguyên khối, bồn lavabo, kiến sôi mặt, gạch ốp tường ốp lên cho mình 3 mét. Nếu như cô chú anh chị mình thích căn nhà này thì hãy nhấc nháy lên gọi trực tiếp cho Bảo Việt qua số điện thoại 0933827963. Và bây giờ thì Bảo Việt xin mời cô bác mình lên bên trên căn gác đúc của mình để mình quan sát hai căn phòng ngủ. Gia đình mình ở Đông Thành Viên thì mình tận dụng cái căn phòng chờ mình làm cái căn phòng ngủ luôn ha. Đó, đây là căn phòng chờ của mình nè cô chú anh chị. Đó, mình làm cái căn phòng ngủ thứ ba cũng được ha. Đó, thì hôm nay Bảo Việt cũng có bệnh trong người cô chú anh chị, tiếp khách lại cũng hơi chảy ha. Nếu như clip này mà cô chú mình xem chưa có rõ thì mình cứ đến đây gặp trực tiếp Bảo Việt để mình xem bên ngoài thì sẽ thấy khu vực của mình rất là ok luôn nha cả nhà. Căn phòng ngủ thứ hai của căn nhà mình ha thì cũng khá là vừa vặn luôn. Căn phòng này việc nghĩ mấy anh chị mà trẻ tuổi ở sẽ rất là ok và hợp lý luôn. Có cửa sổ sẵn luôn. Đó, mở ra mở vào rất là thoáng luôn ha. Nhà này thì cô chú anh chị mình cần sử dụng máy lạnh ha thì cũng đã có sẵn rồi. Đó, lỗ khoan sẵn hết luôn cô chú anh chị. Đó, mình sử dụng máy lạnh khá là tiện lợi luôn. Bên trên đây thì mình sẽ có một cái nhà vệ sinh. Gạch ốp tường rất là sạch sẽ luôn. Lên cho mình khoảng tầm là 2,5 mét ha. Đó, đầy đủ những công năng luôn cô chú anh chị ơi. Thì tất cả giá trị của căn nhà này chỉ gói gọn là 690 triệu thôi. Bên Việt bao cho cô bác mình tất cả chi phí sinh ra công chứng. Bảo Việt xin lập lại, diện tích nhà là ngang 3,5 mét, dài cho 12 mét. Công năng sử dụng là mình sẽ có 2 phòng ngủ, 1 phòng thờ và 2 nhà vệ sinh. Nếu như cô chú anh chị mình thích căn nhà này thì hãy nhanh chóng gọi trực tiếp cho Bảo Việt qua số điện thoại 0933827963 để mình chốt nhanh căn nhà hôm nay cho cô chú anh chị. Vị trí cực kỳ đẹp luôn. Nhà mình nằm trên trục đường chính, đó chính là tính đường bờ nhà thờ. Ở cô chú anh chị mình ra nhà thờ Bình Chánh nè, chợ Bình Chánh, ủy ban xã, trường học cấp 1 đâu đó đúng 500 mét thôi. Nếu như cô chú anh chị nào không tin là việc nói thì cứ đến đây gặp trực tiếp Bảo Việt để mình kiểm chứng ha. Ở cô chú anh chị mình giá cả này thì mình còn được thương lượng trực tiếp với bên Bảo Việt nữa nha cô chú anh chị. Bảo Việt sẽ hứa tặng lộc cho cô chú anh chị mình đầu năm để mình đón năm mới ha. Cô chú anh chị mình nếu thích căn nhà này thì hãy gọi trực tiếp cho Bảo Việt qua số điện thoại bên dưới màn hình. Và nếu như cô chú anh chị mình còn thắc mắc một cái vấn đề gì đó trên kênh thì cô bác mình có thể bình luận bên dưới màn hình để đóng góp cho kênh nhà đất của Bảo Việt càng ngày càng phát triển nha cả nhà. Và bước qua năm mới 2024, Bảo Việt xin kính chúc cho toàn thể của cô chú anh chị mình thật nhiều sức khỏe và sớm tìm được căn nhà ưng ý cho mình. Gia đình mình nếu yêu mến kênh nhà đất Bảo Việt thì nhớ nhấn nút like cũng như đăng ký kênh để luôn theo dõi những video tiếp theo. Và bây giờ là Bảo Việt xin kính chào và hẹn gặp lại cả nhà. Xin tạm biệt cả nhà.